Món này lạ đấy chị ạ. Vâng, nó rất đẹp mà thơm đúng không em? Dày quế đây này, nó săn như vậy ăn rất là giòn luôn. Luộc vừa tới lòng rồi này. Anh ăn bún được không? Vâng. Một bát bún 60. Lòng thuốc bắc này, nó có vân vân đây em này. Ở trong nó rất là mềm, mềm mà ngọt. Ăn miếng lòng là nó không có vị dai. Ăn thì rất là giòn đây. Nhìn hấp dẫn thật. Cho nước vào đây nó sẽ giữ được nóng, nước luộc của rồi với thịt giải thì nó sẽ ngấm vào lòng nó ngọt hơn. Chị giải hết rồi đấy, còn đi bạn đặt hết đi. Làm dĩa lòng trần đi, ngồi ăn nữa. Có ăn món gì thêm không em? Đồ xào ấy. Đồ xào chỉ có cái thêm. Đấy, ở trong menu có cả dạ dày xào này. Một năm mươi sầu dưa nhỏ chị ạ. Rồi ok. Nó lòng giải xào ngon đấy em. Thế là dạ dày xào cũng quế. Lòng trần cho ba người nhá. Vâng. Thế thôi ăn thế thôi đã. Nó sầu dưa nhỏ. Sau tí nữa nếu mà đói ăn cháo. Một tên luồng này em nhá. Rồi ok, ba món. Em ơi, anh hỏi tí nhá, là mình có ở gần đây? Em ở xa. Xa. Thế là em có thường xuyên qua đây ăn lòng không? Không, hôm nay đầu lần đầu tiên đấy. Qua em thấy thì em thèm thì em vẫn bảo đi. Chưa ăn bao giờ anh ơi. Ờ, ok, cảm ơn các em nhé. Dạ. Đây chị có ghi thớt rất là dài luôn các bạn. À, chị ạ. Anh ăn bún được không? Vâng. Bún bát bún 60. Ừ, bún 60. Một bát mắm tôm em không kiêng gì hết. Vâng ạ. Một mắm tôm ạ. Được rồi. Lòng non anh chị trần xong với thái thì nó không bị co nhỉ? Vâng, mà nó giữ được vị ngọt của lòng non, nó không bị mất vị ngọt. Chưa được chị. Chị ơi, xuống đây em rửa sát tinh cần nhé. Cứ bảo mùng 1 không ăn mắm tôm nhưng mà vẫn phải ăn, em nhỉ? Vâng ạ, đúng. Em không kia. Phải ăn chứ. Mày độ. Là phút rượu. Ăn lọc không chấm mắm tôm là một thiếu sót. À. Mời mọi người. Em mời anh. Ừ, rồi, mời các em nhá. Mời các em nhá. Lòng tiết này chị rồi từng khúc một nhỉ? Chị rồi từng khúc một nhưng mà chị tròn những cái đoạn nhỏ nhá. Nên là các em vừa miệng. Cái ngọng này thì là ăn nó giòn. Thế mình thái vừa miếng. Anh ăn không thì to quá nó sẽ bị cứng. Vâng. Đây là khách gọi thập cẩm hả chị? Khách gọi thập cẩm, gọi đĩa ngon. Vâng. Bán cả đĩa đặc biệt và đĩa bình thường. Vâng. Khách ăn đặc biệt yêu cầu ấy thì mình mới chọn cái lòng nó dày hơn. Và dạ dày thì cũng thế. Thái chỗ dạ dày quế cổ vũ ngon. Thịt này thì luộc vừa tới hồng rồi này, rất là ngon. Rất là ngon này. Dạ dày. Cái loại này chắc cũng phải tầm 1 cân 2 chị nhỉ? Không đấy em ạ. Dạ dày chỉ khoảng 6-7 lạng hoặc 8 lạng quay lại là ngon nhất. Cái này chỉ khoảng 7 lạng thôi. À. Cái càng to nó lại càng dai nhá. Vâng. Còn bé quá thì nó mỏng dạ dày. Dài quế đây này, nó săn như vậy ăn rất là giòn luôn. Dạ quế với cổ vũ là giòn nhất ấy. Đúng rồi, cổ vũ ăn nó ngọt. Dài quế này độ giòn nó nhiều. Hôm nay mùng 1 đi lấy chàng hơi khó nên là chỉ lấy được ít chàng nhỏ mới được cái chàng to này. Cái này là phải đặt chị nhỉ? Chị đặt nhưng mà đặt nhưng có hôm không có hàng em ạ. Vâng. Tại vì là nó cũng tùy theo cái lứa lợn này. Nhìn chàng này là em biết là ngon rồi chị. Được. Chàng tươi. Tươi ngon. Chị làm hàng hôm nào hết hôm đấy mà. Vâng. Đồ tươi ngon. Cái đoạn lòng này là lòng thuốc bắc này. Nó có vân vân đây em này. Ở trong nó rất là mềm. Mềm mà ngọt. Vâng. Đấy. Ăn miếng lòng là nó không có vị dai. Mà nó có béo ngậy nữa.
Nhưng mà theo em nghĩ là vẫn cứ phải là do cái cách luộc nữa đấy chị nhỉ? Đúng rồi, cách luộc cũng là một phần nữa. Mà luộc cũng là một yếu tố quan trọng. Vâng. Đây. Đây, cái này nó, đây em nhìn này. Nó có vân vân ở trong mà ăn nó rất là mềm nhá. Vâng. Đây. Cái này để ý nó chị xào. Các bạn nhìn cái nồi rồi tiết chị đang luộc. Một ngày chị phải luộc 3 đến 4 nồi thế này. Vâng. Suất này cho 3 người. 3 người là chị bán khoảng bao tiền? 3 người khách ăn ngon là 300 em ạ. Khách vâng. ăn bình thường là khoảng 200. Chị bán thế là cũng giá cũng hợp lý chị nhỉ? Đấy. Không đấy. Phải đắt đâu. Chị nói chung là mình lấy theo đầu vào ấy. Như thế nào căn bán nó cũng hợp lý thôi. Con này là 300 nghìn đây đúng không? Vâng. Đấy là hấp dẫn không các bạn? Do nước vào đây nó sẽ giữ được nóng. Mà nước, bay nó, bay đi, nước luộc của rồi thì với thịt dài thì nó sẽ ngấm vào lòng nó ngọt hơn. Vừa ngọt vừa thơm anh ạ. Vâng. Nước mà nó ứa ra trắng như này là chín rồi anh nhỉ? Vâng ạ. Chín rồi. Mình thăm rồi là cái nước trắng này là chín rồi, o một chút nữa cho chắc rồi là mình sẽ vớt ra. Vâng. Cô mang về ạ? Con gì ạ cô ơi? Cháu mang về ạ? Cháu mang về. Cháu làm luôn. Vâng. Cái này là chị thái cho hạt cháo ạ? Cho hạt cháo em ạ. Chị ơi, ở đây thì cháo chị bán như nào chị? Cháo thì bán 35 nghìn một bát em ạ. Vâng. Cháo không thì chị bán như nào? Cháo không là 15 nghìn một bát. Cháo không 15, còn cháo có lòng, có nhân là 35 nghìn. Đúng rồi em. Đấy. Bạn thấy nồi cháo hấp dẫn không? Rất ít khi em thấy có cái quán bán cháo lòng kiểu như này anh ạ. Vâng. Cháo của chị là nấu nguyên hạt, khách rất là thích ăn. Linh tự nó như. Vâng, em nhìn em biết mà, kiểu dạng cháo hoa ấy. Vâng. Chứ không say như một số quán khác. Vâng. Cháo sánh không các bạn? Cái này xong rồi chút nữa thì nếu mà thiếu nước anh lại lấy nước vâng, luộc cái này cho sang đúng không? Vâng ạ. Rất là nước luộc lên nó đậm ngon. Thôi cho tiêu với ớt không ạ? Một ớt. Nếu mà ấy thì là mình lấy nước này mình sẽ chế dần. Có thì quý lấy của em với. Có cái đồ để chờ cho đây. Cái nồi cháo ở đây thì anh lại đặt ở trong một cái nồi nước. Vâng. Nên là nó sẽ nóng dần dần đúng không anh? Nè, nó sôi ở ngoài. Gọi là cách thủy. Vâng. Và nó sẽ không bị khê nồi cháo. Vâng. Này thì cháo không bao giờ bị khê. Thực ra mình đun cháo trong cái nồi inox này là cũng không bị khê rồi. Vâng. Không bị cháy luôn. Vâng. Cái nồi nước bên ngoài nó sôi, bên trong thì không bị ảnh hưởng. Vâng. Nó nóng rất được lâu mà nó cháo nguyên hạt rồi nó ủ như được hạt cháo. Vâng. Tết này của chị mềm này, nhìn nó đúng nam đúng mình. Vâng, nhà em ship con em bán được. Nhà em bán đến 11 giờ cơ. Các bạn là... Giá là 100. Vâng, giá là 100. Cái bát tết này mình sẽ bán là bao tiền anh? 25 nghìn một tô cho anh ạ. 25 nghìn. Đây là món nón đuôi giải nướng, đoạn dày nhất của ruột con lợn. Cái gọi là khấu đuôi không nhỉ? Con chỗ gọi là khấu đuôi, chỗ gọi là nón đuôi, đây là thịt giải, có chỗ gọi là rẻ sườn hoặc là vách ngăn. Vâng. Đây là mình ướp với cho lý tương ớt với ngũ vị hương. Vâng. Với một tí dầu hào. Là mình sẽ trộn đều lên. Vâng. Nướng giòn. Và nướng kỹ thuật thế nào ở trong còn mềm mà ngoài về giòn, kể cả thịt giải, rẻ sườn đánh kết. Vâng. Cái này là anh cũng đã luộc chín rồi đúng không? Mình chỉ được luộc sơ thôi, như kiểu là trần qua cái nõ này cho nó săn lại, chứ săn chắc lại thì nó dễ làm hơn. Em thấy ít chỗ người ta tẩm tương ớt như anh này. Mỗi cửa hàng có vâng. một cái bí quyết riêng. Vâng. Kiểu đồ nướng này thì nhiều nơi họ lại kiểu tẩm ướp riêng, à. Đấy, kiểu dạng vậy. Đây, này mình nướng đây là mình nướng chảo. À. Thế là gọi là gần như là kiểu dạng rán. Dạng rán. Vâng. Em làm nón đuôi sò dưa nhỏ cho bạn 4 nhá. Vâng. Đây các bạn, đây là giải chiên. Giải chiên. Giải chiên vừa thôi. Đây là nõn nữa. Nướng là giòn. Nhìn hấp dẫn thật. Các anh ơi.
anh ăn một món này ạ. À. Gọi thêm món nào được không? Có cháo ấy, ngồi rồi, ngồi dưới được. Đấy. Sao hôm nay cả đây đến thăm em đấy anh? Cháo bằng nào đấy? Cháo bằng bằng ở đây chứ. Thôi, ok. Bác làm nước chấm mua bàn các anh ở dưới nhà nhá. Thế là chị bàn 5 nữa. Bàn quý quá. Anh chị bàn 5 ăn gì? 250 cho hai người. Làm bàn nào trước? Bàn làm bàn 5 trước đi. Bàn 5 hai người. Thôi rồi gan, cái chị ấy đi. Trần đi, cái thì em trần đó. Đây. Anh ơi! Người đây chị sang bảo để bên gốc cây của em với. Còn thế thì bảo anh gửi sang bot chung cư đối diện của em rồi. Lòng hấp dẫn các bạn. Mấy em anh? Để em cháo bún mì. Để em có cháo bún mì à? Cháo không hay cháo à? Một bát cháo không. Bát tám, lòng trần. Bát tám, lòng trần. Không bằng 800 thì hai người. Vâng. Ờ, em là một bát cháo không à? Với cả một đĩa bún nhỏ đúng không? Ok. Đấy, cháu cũng có hành bế bi dọc đường này trong xe. 250 bằng 6 ngoài hai anh đấy nhá. Ờ, chào chị. Bằng 6 ngoài hai anh nhờ 250 nhá. Em cho bao ấy. Cho bác cho nước chấm ra đi mở ơi. Nhanh đi, tập trung ở đây đi. Em không trả đá nữa. Có trà đá người em. Trong đó này. Mấy người anh à? Anh cho xe ra bên bốt của em với. Ăn rồi em. Nhìn anh chàng ngon chị nhỉ? Con ba đâu anh ơi? Mấy người anh? 15 người ạ. Anh xuống dưới nhà có thể ngồi được 12 người. Thế anh xuống đi, anh xuống mặt cuối cùng. Tiết ngon. Canh yêu cầu ăn dồi tiết. Em ăn là em thích kiểu dồi tiết nó không thấy mỡ như này. Tiết lẫn mỡ thì là nó với cả rau thơm nhiều thì nó vừa thơm vừa đỡ ngấy. Vâng. Ở dưới nhà 15 người nhé. Hơn chục người thì chắc là không còn ngồi nữa. Ngồi được, anh ngồi quay được. Đó, anh này anh khác. Anh 10 người nữa. Anh không gọi điện trước cho em, bây giờ thì xếp 10 người hết có. Đấy các bạn ạ, trong nhà diện tích của anh chị thì cũng không phải là rộng lắm. Nhưng mà cũng ngồi được khá đông, khoảng tầm chục bàn. Tuy nhiên là tới thời điểm này là hết sạch chỗ ngồi rồi. Bây giờ có các anh chị và các bạn cũng đang đứng chờ ngoài này. Đến lượt. Vâng, em... À không ạ, bây giờ em mới làm anh ạ. Trời ơi, tôi cũng có thấy. Này. Còn bốc ra, bốc tràng vào luôn. Bốc tràng vào luôn. Chị giá hết rồi đấy, vừa đi bạn đặt hết đi. Sau đó là 250. Bàn 8 chưa có, bát 200, bàn 6, 250 rồi. Cậu nhanh lên đi. Nhanh tay lên đi, không kịp rồi. Xong đi, bàn 6, 7 người là nhận được nhá. Bàn này bàn 3 người ạ? Ờ, bàn 8 ngoài. Thế thì bán mang khẩu 250 có chưa? Anh ơi, cái thời gian mà mở cửa bán hàng nhà mình ở đây là như nào anh nhỉ? Nhà mình mở cửa là buổi trưa là khoảng 10 rưỡi, từ 11 giờ kém là bán bắt đầu bán hàng, có hàng bán đến 2 giờ chiều. Vâng ạ. 2 giờ chiều xong là nghỉ đến 5 rưỡi, bán đến 11 giờ đêm. À, rồi. Có ai không nhỉ? Cái gì
đấy nhỉ? Bán cái này bán 8 ngoài. Bán 6 đi, bán 6 đi. Có lòng có 2 người thôi ở đây ạ. Anh đang chờ đi, của anh đây. Của anh đây luôn rồi. Chuyển khoản này em. Một bát 200 với lại cái kia 130. Chị ơi, cái này là bán 8 ngoài nhá. Không, cái kia một bát là không 15 nghìn nữa. 130, 145. Đây đúng không? Lòng có 2 người đúng không? 145 đấy. Đấy kia. À, đi 10 nghìn nữa, 15 nghìn đấy. Ăn xong rồi hả em? Dạ vâng ạ. Ờ, em có thể cho anh biết một vài cảm nhận của em sau khi ăn lòng không? Ngon anh ạ. Ngon. Ở đây em thích nhân món gì? Lòng trần. Tiết. Lòng trần và tiết. Ồ. Chút nữa anh ăn giống em. Ai mời với ai thì ăn anh ạ. Ừ. Ok. Anh ở đây mình bán cả qua các cái đơn vị bán hàng. Người ăn cũng cả lô ship đây. Chị em. Vâng. Họ luôn chiên. Chị mới vô bát không? Là em thít. Sếp ơi, chị đi cầu mỡ rồi. Sếp đi, sếp đi. Sếp không kịp làm. Bàn 6 có một lòng. Anh ơi, ba lòng trần, mỗi lòng 200 của bàn 9 nhá. 300 hay 200? Mỗi lòng 200. Đĩa này mình sẽ bán bao tiền đấy chị? Một đĩa to là 300. Vâng. Chưa hết đĩa nhá. Còn đĩa nhỏ là bao tiền chị? Đĩa nhỏ là 108. Không phải nhanh vâng nhé. Bây giờ em làm đĩa 2 đĩa, 3 đĩa 200. Đâu, đĩa bàn 7 ngoài đi đã. 2 người đi đã. À, ừ. Rồi, xếp tiếp đĩa đi. Mấy người nhà? Dạ dày sáu quế to đó. Hả? Có bàn giữa còn. Bàn 7. Có giá không làm đĩa giá trần này. Một đĩa dạ dày sáu quế này mình sẽ bán bao tiền hả chị? À, size to là 300 em ạ. Size bé thì là 180. Hôm nay không thể phục vụ khách chờ rất là lâu. Hôm nay các bạn cũng là mùng 1 chị ạ. Mùng 1 đông đảo. Đây là xong. Nó cái mùi nạc cái nó ngậy ngậy chị nhỉ. Xong rồi thêm quẹn cái mùi húng quế. Húng quế nữa. Với mình tỏi không được, mình hành cũng không được. Cả vâng. Mình tỏi. Gần như là ngoài quán ngoài kia, ngoài cửa đã đông kín rồi, trong nhà cũng đông kín luôn. Anh chị cứ chém gió thoải mái, không sao đâu ạ. Anh chị có thể cho em hỏi một chút là mình có thường xuyên qua đây ăn lòng không ạ? Một tháng 8 lần. Tháng 8 lần. Anh lại trêu em rồi. Vâng, chờ quay xong bây giờ thì quán mới vắng một chút thì anh em mình gọi đồ ra ăn. Lúc này là 1:30 gần 2 giờ rồi các bạn ạ. Đây thì mình cũng có gọi 4 món ở đây thì mình trải nghiệm luôn. À đây em xin. Đây mình cũng gọi luôn cả cháo. Ok. Đây thì mình có gọi 4 món này. Bát lòng trần này cho 3 người là có giá là 250.000 các bạn nhé. Cháo không thì có giá là 15.000. Còn nếu mà cháo lòng đầy đủ thì là 35.000. Đây là nọn đuôi với thịt là giải chiên này. Ban đầu anh bảo nướng nhưng không phải, đây là thực ra là nướng chảo chiên trên chảo dầu. Còn đây là dạ dày xào húng quế, bên này là nọn đuôi xào dưa chua. Cái nọn đuôi mini dạ dày xào húng quế này thì đĩa nhỏ là có giá là 130.000 nhá, đĩa to là 180.000. Nọn đuôi mini giải nướng đĩa nhỏ là 180.000, còn đĩa to là 300. Ăn lòng mà chấm mắm này cho nhiều hành ớt vào, xong rồi vắt tí chanh quất, ngon đấy. Dũng ơi, bỏ anh cái tỏi ớt này ra. Đây này, tỏi này này. Mình pha nước mắm theo kiểu của mình. À, ăn này thì bạn nào ăn như nào thì pha như thế thôi. Ăn đi. Xin mời cả nhà. Đây, trải nghiệm món này trước đi. Chàng. Mời các bạn nhé. Lòng này dày. Ừ. Hai tuổi em. Ăn nó êm nhỉ? Ừ, cảm ơn. Êm, lòng giòn. Chàng thơm, không bị hôi. Đầu lòng rất là dày ấy. Chị chọn được cái đầu lòng rất là ngon. Lòng non. Ăn ở đây thì anh chị đun trên cái này nên là nó vẫn ấm ấm, nó không bị nguội. Cái lòng non này anh chị luộc nó cũng ở mức vừa tới.
ăn nó mềm, nó không bị dai. Nó không bị dai. Và ăn nó cảm giác là cái chất ken ấy ở bên trong ấy, cảm giác nó bùi bùi ấy. Thế nó mới thích. Không phải bùi mà tức là người ta vẫn để một chút bột nè. Để lại bột lòng. Đúng rồi, cái bột lòng. Bình thường là sẽ có nơi làm sạch quá không mất ngon. Ăn nó sát cái nước lòng. Giống như rất anh này. À, nhiều bạn thì sẽ không thích ăn bột này, nhưng mà với mình là mình thích ăn nó phải có một tí bột bột này, ăn nó mới ngon. Các bạn nhìn rổ rau sống chưa? Thật ra là ăn lòng thì cũng khẩu vị mỗi người thôi, nhưng mà mình ăn lòng mình thích ăn kiểu hành cổ như này. Hành sống này. Dũng ơi, Dũng thử món này đi. Ngon hơn người yêu cũ. Mình vừa ăn thử ấy. Nó có cái vị giống kiểu nộm rau muống, đúng đấy. Nó hơi béo béo ấy, kiểu mà làm nên là dạ dày sao không quế. Như kiểu lạc với một chút nước tương hay sao, cảm giác như vậy. Nó béo béo hay béo, ăn nó giòn như kiểu rất là dễ chịu trong miệng luôn. Giòn rồi dễ chịu trong miệng, xong rồi hơi béo béo hay béo trong thơm nữa, cái mùi lạc nữa. Có chút dầu hào. Có chút dầu hào. Đây là nó ngậy cái vị của nạc. Thơm vị nạc. Đây xong là sốt lạc đấy. Kiểu sốt nạc đấy. Lạc dã ra. Xong rồi nó quẹn cùng với hương thơm của rau húng quế này. Ăn nó giống như cái hương vị mà mình làm nộm rau muống. Kiểu như vậy. Không đúng, anh chị bảo là cái đặc biệt là cái nước sốt. Đúng rồi, nước sốt này rất là ok. Đậm sốt một chút. Hết đồ à, hết sạch còn vẫn rau rồi. Món này đặc biệt đấy anh nhỉ? Mình ăn lòng nhiều nhưng mà ít khi mình ăn món dạ dày xào húng. Đây là lần đầu tiên mình ăn món này ở đây. Đấy. Ăn ngon đấy, thơm. Mà xào vừa tới nó không bị dai cái dạ dày. Nó giòn. Chuyển sang món này đi. Món đuôi. Đuôi chiên. Cái này anh chị tẩm ướp, đây nó vừa vặn. Cái màu vàng đây là màu vàng đến từ tương ớt các bạn. Anh chị có tẩm cái tương ớt vào. Nó ăn nó có một chút tê tê cay cay. Có vị đậm của gia vị. Và ngoài ra thì cái hương thơm là cái hương thơm của lá mắc mật. Mùi lá mắc mật rất là đậm đà. Để thử đưa vào miệng cái là cái hương lá mắc mật nó lên mũi luôn. Đượm luôn trong khoang miệng luôn. Cái vỏ bên ngoài này, cái này mà ăn nóng ấy, rất ngon luôn. Cái vỏ nó giòn, bên trong nó rất mềm. Anh chị ướp vừa tới đấy. Đây là giải nướng à? Đây là thịt giải, không phải giải chiên. 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 Áp chảo thì đúng hơn. Em không khoái cái giải và cái lòng không? Cái giải với em là nó hơi khô một chút, nên phải nhai kỹ nó mới thấy ngọt 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 ngọt. Giải này thường thì nướng sẽ ngon hơn. Đây mình thử miếng gan. Còn lòng đưa vào miệng cái là đượm hương luôn. Gan ăn mềm, bùi, mềm mà bùi. Nhưng mà lòng vẫn ngon, lòng ở chân ái. Lòng ngon đúng không? Đến lòng đúng ăn lòng. Thực ra cái lòng ở đây của chị cũng không phải là xuất sắc hoàn toàn đâu. Nhưng mà cái cách chị làm lòng này, nên chị chọn lòng. Cái lòng đây thì nó ăn nó mềm. Chị ken lòng nó cũng ở mức vừa tới ấy. Ăn cảm giác cái lòng này bùi nữa cơ. Cái bùi của cái bột nó ấy. Nó bùi. Tin. Nhìn thấy tiết này. Trong này có cái vị rau gì rất lạ. Cái tiết ở đây thì nó không bị khô, không bị bã các bạn. Đều nó mịn này, các bạn nhìn tiết nó mịn. Có rất là nhiều hương thơm của rau thơm, rau húng. Và ngậy ngậy béo của cái phần thịt nhân mỡ trong này. Mình ăn mình cảm nhận kỹ thì tất nhiên là các cái vị rau sống như là hành này, rau húng quế có này, rồi rau kinh giới cũng có nhỉ. Nhưng mà nó thoang thoảng một chút cái hương vị của sả. Nếu mà cảm nhận kỹ thì có, không nhiều đâu. Vì thực ra nếu mà xả cho nhiều ấy thì nó sẽ bị lệch sang hương vị khác. Xả nó chỉ là cái đệm. Nhưng mà khá đặc biệt đấy. Ăn rồi tiết ngậy. Cái này kiểu hành, chút hạt tiêu này. Hành răm này. Ăn lòng rất là mềm, không bị dai. Nhạc, lòng mềm, ăn nó ngậy. Phần này ăn rất là ngậy. Cái nõn đuôi chiên bên này thì cái vỏ nó giòn. Bên trong nó mềm nhưng cái phần mà nõn đuôi xào như này thì nó mềm hoàn toàn luôn. Dưa chua vừa phải, không bị chua quá, không bị mặn. Cháo sánh không?
hạt gạo nó nở bung ra cháo hoa các bạn, rất sánh luôn. Cháo ăn mát lắm, cháo ăn cực mát luôn, ăn mát này, khi mà mình nuốt vào nó trôi theo cái lúc mình nuốt ấy, nó không bị dính lại, nên là cháo chị làm ngon. Xong rồi có nhiều cái vị của lòng tiết, cảm giác như là hơi bị đậm một tí. Có thể là vì mình ăn muộn một chút đấy, nên là cái lượt nước cuối là nó hay bị mặn. Nói chung là về cảm quan mình đánh giá nhé, thì ở đây quán anh chị làm rất là sạch sẽ. Nói chung là mình ăn các cái vị ở đây, kể cả cách chị luộc lòng, chị làm rất là vừa vặn luôn. Độc lạ ở đây là cái món dạ dày xào húng quế này. Nhưng mà tuy nhiên thì nó rất là lạ luôn. Nhưng mà có một cái khác, có một cái nữa mà mình rất dễ nhận biết luôn, là nếu như bạn nào ăn nộm rau muống rồi ấy, thì là sẽ nhận ra cái vị này luôn, các bạn có thể cảm nhận được cái vị nó là như thế. Trở về tuổi thơ đúng không? Đấy. Nhưng mà bíp hơn ăn lòng trở về tuổi thơ. Lòng đuôi xào dưa chua cũng ngon này. Đấy, ăn nó cái dưa của chị làm đây nó vừa tới ấy. Nó không bị chua, cái nõn đuôi chị cũng đã luộc trước rồi, ăn nó mềm, nó không bị dai. Thì đấy là tất cả nhận xét của mình nhá. Còn bây giờ mình xin phép dừng video ở đây và thưởng thức cái món ăn ngày hôm nay cùng hai em của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp nhé. Xin chào các bạn. Chào các bạn.